Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian trở về thế kỷ 17 để tìm hiểu về một cuộc chiến tranh khốc liệt và đầy biến động. Đó là chiến tranh 30 năm. Thú thật là tôi chỉ biết sơ sơ về cuộc chiến này nên hôm nay tôi rất háo hức được trò chuyện cùng chuyên gia của chúng ta, giáo sư Trần Văn Nam, nhà sử học chuyên nghiên cứu về lịch sử châu Âu thời cận đại. Thưa giáo sư Nam, nhiều người so sánh căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran hiện nay với chiến tranh 30 năm. Liệu sự so sánh này có hợp lý không ạ? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Sự so sánh đó cũng có phần đúng đấy Mai ạ. Để tôi kể cho Mai và các bạn nghe một câu chuyện. Hồi tôi còn là sinh viên, tôi từng đọc được một quyển sách viết về trận White Mountain, một trận đánh quan trọng trong giai đoạn đầu chiến tranh 30 năm. Quân đội của liên đoàn tin lành Bohemia đã bị quân đội của hoàng đế La Mã thần thánh đánh tan tác. Sau trận chiến, nhiều lãnh chúa Bohemia đã bị xử tử, tài sản bị tịch thu. Câu chuyện này cho thấy tính chất tàn khốc của cuộc chiến và cũng phần nào lý giải tại sao người ta lại so sánh nó với những xung đột hiện đại. Còn Mai nghĩ sao về sự so sánh này? Câu chuyện của anh thật sự hấp dẫn. Tôi cứ nghĩ chiến tranh 30 năm chỉ đơn thuần là một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa công giáo và tin lành. Nhưng nghe anh kể, tôi thấy nó phức tạp hơn tôi tưởng. Vậy nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này là gì, thưa giáo sư? Đúng như Mai nói, ban đầu cuộc chiến này bắt nguồn từ xung đột tôn giáo. Hoàng đế Ferdinand II muốn áp đặt công giáo lên toàn bộ đế chế La Mã Thần Thánh, trong khi nhiều lãnh chúa lại theo đạo tin lành. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Giống như việc tranh giành một miếng đất vậy, nhiều quốc gia khác cũng nhảy vào cuộc chiến với những toàn tính riêng. Ví dụ như Thụy Điển muốn kiểm soát vùng Baltic, Pháp muốn tranh giành Alsace và Lorraine. Vậy nên, chiến tranh 30 năm không chỉ là một cuộc chiến tôn giáo đơn thuần, mà còn là cuộc chiến tranh giành quyền lực và lãnh thổ. Điều này thú vị quá. Vậy ra cuộc chiến này giống như một mớ bòng bòng với nhiều phe phái khác nhau, mỗi phe lại có mục đích riêng của mình. Tôi cứ nghĩ là các quốc gia công giáo sẽ đứng về một phe, còn các quốc gia tin lành sẽ đứng về phe kia. Nhưng hình như không phải vậy. Chính xác là như vậy, Ngọc Mai. Đúng là ban đầu cuộc chiến mang màu sắc tôn giáo rõ nét. Nhưng về sau, lợi ích chính trị và lãnh thổ đã khiến các phe phái liên tục thay đổi. Ví dụ như Pháp, một cường quốc công giáo, lại hỗ trợ Thụy Điển, một quốc gia tin lành, chống lại Hoàng đế La Mã Thần Thánh. Thậm chí, có những nhà lãnh đạo tin lành lại ủng hộ hoàng đế. Tình hình lúc đó rối ren đến mức khó mà phân biệt được đâu là bạn, đâu là thủ. Thật sao? Vậy thì đúng là phức tạp thật. Tôi nghe nói cuộc chiến này gây ra hậu quả vô cùng nặng nề. Vậy hậu quả cụ thể là như thế nào thưa giáo sư? Hậu quả của chiến tranh 30 năm vô cùng thảm khốc. Khoảng 20% dân số Đức đã thiệt mạng. Nền kinh tế của khu vực Trung Âu bị tàn phá nặng nề. Để hình dung rõ hơn, Hãy tưởng tượng một ngôi làng với 10 người thì có 2 người chết trong chiến tranh. Đó là một con số rất lớn. Ngoài ra, cuộc chiến này cũng làm thay đổi bản đồ chính trị châu Âu, dẫn đến sự suy yếu của triều đại Habsburg và sự trỗi dậy của các cường quốc khác như Pháp và Thụy Điển. Nghe thật kinh khủng. Vậy bài học nào chúng ta có thể rút ra từ cuộc chiến tranh này thưa giáo sư? Chiến tranh 30 năm cho chúng ta thấy rằng xung đột tôn giáo khi kết hợp với các yếu tố chính trị và lãnh thổ có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng thảm khốc. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giải quyết các mâu thuẫn một cách hòa bình, tránh để những khác biệt về tôn giáo hay chính trị leo thang thành xung đột vũ trang. Và cuối cùng, nó cho thấy rằng người chiến thắng ban đầu chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Cũng giống như trong chiến tranh 30 năm, triều đại Habsburg tuy mạnh mẽ lúc đầu nhưng cuối cùng lại suy yếu sau chiến tranh. Những bài học anh chia sẻ thật sự quý giá. Cảm ơn giáo sư Nam đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức bổ ích về chiến tranh 30 năm. Qua câu chuyện hôm nay, tôi đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của cuộc chiến này, cũng như thấy được sự phức tạp và tính chất tàn khốc của nó. Thật sự là một câu chuyện lịch sử đáng để suy ngẫm. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của khám phá lịch sử cảm ơn ngọc mai và quý vị khán giả đã lắng nghe